Dài. Còn rung ơi. Mấy nhiều không? Được có chứ. Nhiều không? Ê đi đâu mà alo 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 lo cho chị hỏi em có ở Hoàng Diệu không? Chị chở bé qua làm muộn tí mà. Dạ có chị. À rà rà chị cảm ơn nghe. Dạ mấy giờ rồi đó? 4 giờ kém nó kịp người đi. Mà chị chuẩn bị đồ hết chưa? Chưa. Phương qua từ quá chắc 4 rồi chắc kịp. Bảo đi muốn ngứa rồi. Ai chờ ông nghiêng đi. Nín thở. Hình như hơi xa rồi. Gần thế nào? Mà thank you.
với mẹ ở đây. Dạ. Rất nhiều lỗ mũi không? Đừng 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 làm nữa. Mẹ cho cái ý không có ăn luôn mũi. Có mấy khoai lông chứ. Mấy phút rồi. Đừng có mở mắt. Cho thở chứ. Cho thở em tắt thở rồi không trời. Thở bằng miệng luôn. Mà phải ngậm miệng. Để cho thở oxy.
Rồi rồi, mua vậy là. Mùi đã ăn nha. Mình chỉ là mụn như này đó. Chính nó chứ. Hơi ra một xí. Hơi tìm mặn hơi nhiều. Bỏ lên bàn gỗ rồi.